Hay được rồi, bây giờ mình sẽ quay lại chỗ mọi người coi xem sao. Không biết rằng là tên chết tiệt Naka đó sao rồi, hắn ta đã có quay lại chưa nữa. Thôi được rồi, mình phải đi đây. Rồi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ chạy qua cái tọa độ bên kia, không biết là bọn họ có đang đánh nhau như thế nào nữa. Mình đã ghi nhớ tọa độ trong đầu của mình rồi, 86. Độ cao hiện mình cũng chẳng quan trọng lắm đâu, mình để bao nhiêu cũng được, hình như tới nè. Được rồi, đúng rồi, đây là chiến trường các bạn ơi, bọn họ đang đánh nhau. Ui dồi ôi dồi ôi dồi, có nghĩa là tên Naka đã quay lại rồi hả? Trời ơi, nó đã tới chưa? Đi bên ấy, ok có thường. Hắn ta đã quay trở lại đánh rồi sao? Hình như hắn ta đang ở hướng đó các bạn ơi. Nó kìa, cố lên mọi người, chúng ta sẽ đánh được, cố gắng cầm cự đi, chúng ta sắp hoàn thành công được rồi, cố lên. Tôi mới từ bên đó về, bọn họ đang cố gắng làm những cái việc đó, nên là bây giờ mọi người cứ cố gắng phòng thủ nhiều nhất có thể giúp tôi đi. Được rồi, chúng ta sẽ cố gắng, yên tâm. Phần thắng bây giờ mọi người đang là thứ quan trọng nhất trong cái cuộc chiến này. Mọi người càng chống chịu càng lâu thì chúng ta sẽ càng thắng. Cố lên! Tên chết tiệt này hắn thực sự trâu đó nha. Hắn ta quả nhiên là trâu bò đi. Bây giờ chúng ta không biết là có thể chuyện gì được hay không nữa. Thôi tên chết tiệt này bớt bay vòng vòng rồi. Này khó chịu đi. Anh cứ bay vòng tròn khắp nơi tức thiệt chứ. Đúng vậy, hắn ta đang lợi dụng keo cơ thể nhỏ bé của hắn ta. Hắn ta đang cố gắng quấy rối chúng ta, làm cho chúng ta khó chịu đó mọi người. Cẩn thận. Hắn ta biết mệt đó, chứ không phải đùa đâu. Vừa rồi là hắn vừa quay lại sau năm bao nhiêu phút vậy? Hình như là 15 phút rồi nha. 15 phút sao? Hắn ta phải cần tìm đến một nơi nào đó để lẩn trốn rồi các bạn. 15 phút là con số để hắn ta nghỉ ngơi sao? Tốt nhất là nên chịu thua, sau đó hãy dâng hiến cái sức mạnh đó cho ta. Ta hứa sẽ không làm chuyện gì khác cả. Đúng vậy, bọn ta chấp nhận nguy hiểm cũng được, nhưng mà không để cho ngươi lên làm thần đâu Naka. Đúng như vậy, tụi ta sẽ không bao giờ dâng hiến sức mạnh của tụi ta cho ngươi đâu. Vậy thì các ngươi chấp nhận cuộc chiến này đi, nó là thứ không thể nào tránh khỏi được đâu. Cái tên chết tiệt này sao khó chịu dữ vậy, rốt cuộc hắn ta là cái quái gì vậy chứ? Không biết sức mạnh copy này của hắn có thể làm được những điều gì khác không nữa. Cố lên nha mọi người, chúng ta không phải thua như vậy được đâu. Cố lên. Các người nghĩ như vậy đơn giản là xong sao? Không có cửa đâu. Hãy cho anh ta đừng làm trò vậy. Như anh ta đang giở trò gì đó. Trò này chỗ nào? Bình tĩnh, hình như nơi này trông quen lắm. Ôi, Danny Benny, ông không nhớ à? Đây chính là nơi mà của tên Kata đã dịch chuyển mọi người qua đây. Cụ này là nơi của Kata dịch chuyển qua mà. Nhưng mà cái nơi này như là thắng sức mạnh của Kata mà. Không lẽ nào là hắn ta cũng copy được chiêu thức đó sao? Không ổn rồi, mọi người phải thật là cảnh giác và đề phòng đi. Hãy thật là đề phòng, bởi vì vào khu vực này hắn ta sẽ mạnh hơn đó. Nếu như hắn ta đã copy hay là học được hết tất cả chiêu của Kata thì nơi này có vẻ là một nơi chúng ta sẽ gặp bất lợi. Mọi người phải cố gắng thận trọng hơn nữa. Thôi bọn này cố gắng thận trọng hơn được. Được rồi, phải cố gắng cẩn trọng nhất nha mọi người, nếu không lần này chúng ta tối đời đó. Hắn ta tới được kìa. Hắn ta đến rồi. Chuẩn bị đi hai người, cố lên. Bọn họ lại tiếp tục chí nữa rồi. Kiểu này không ổn tí nào cả. Nếu mà Midi Uncha mà không học được chiêu đó sớm thì không thể nào. Nếu là không thôi hai người này sẽ gặp trọng thương mất. Nơi này chỉ là nơi lãnh địa, khác gì là nơi của Kata đâu mà hắn ta cũng có thể học được sao? Tên này tình chết tiệt thiệt chứ. Ủa, nhưng mà bên trong này Midi có thể chỉ vào đây không vậy? Midi có thể dịch chuyển được bởi vì Midi biết được nơi này. Chết tiệt thiệt chứ. Ê, cái tên chết tiệt đó. Sao hả? Các người, tay chỉ mới là 50% sức mạnh thôi. Đã vậy mà các người đã trông cực khổ đến như thế này rồi sao? Giao nộp 4 viên đá đó đi. Ngươi đừng có đừng hòng chuyện đó, Naka. Nếu mà ngươi mà không đưa 4 viên đá này cho ta thì chắc chắn rằng bọn chúng cũng sẽ không giữ được toàn mạng đâu. Đúng vậy, viên đá đó thì ta sẽ lấy của ngươi. Không có thể nào mà ngươi lấy được 4 viên đá của ta đâu. Sắp thua đến nơi mà các ngươi còn tự mãn được nữa sao? Cũng khá đó, cũng khá đó. Ê, kiểu này không biết là như nào đó. Sao bọn họ lâu quá vậy trời? Xử hắn đi, ok tao thường. Được thôi, ta sẽ cố. Ê cha. Chiêu mưa kiếm đây rồi. Đúng rồi, cho hắn ta nếm mùi mưa kiếm đi. Đúng rồi, ok tao thường. Chiêu mưa kiếm xuất hiện ra rồi đây nè các bạn. Ui dồi ui dồi ui dồi ui dồi ui dồi. Quá trời luôn. Ui dồi ui dồi ui dồi ui dồi. Xử hắn đi mọi người, cố lên. Ui dồi kiếm kìa. Ui dồi ui dồi.
Có chuyện gì vậy? Đi cái gì? Mưa kéo sao nó là khá là mạnh đó. Nhìn ta nè, ta không có thể làm được đây. Kiểu như này thì không ổn, lì sự rồi. Mọi người cảm thấy ổn không? Cực kỳ tối thượng. Sao hắn ta có thể làm được những chuyện đó chứ? Xử hắn ta đi mọi người. Ta thấy không ổn chút nào. Này cái tên chết tiệt này. Bình tĩnh lại mọi người. Hắn ta có thể sao chép được chiêu của chúng ta đó. Nó sao chép cả chiêu mưa kiếm luôn rồi mấy bạn ơi. Quách từ hay cái tên này. Hắn ta là quái vật thực sự rồi. Tất cả chỉ copy thôi. Hắn ta không thể nào sử dụng mạnh bằng chúng ta được. Đúng là tất cả chỉ copy. Nhưng mà tất cả chiêu mà khi ta sử dụng thì các ngươi thì nó đòn đó. Xem ta nè. Vừa mưa kiếm vừa chiêu của Naka. Để coi các ngươi nở là cách nào ha. Cái tên này vô cuộc hắn ta là cái gì vậy trời? Hắn ta đã copy được bao nhiêu chiêu rồi chứ? Nếu như vậy thì càng ngày chúng ta sẽ không ổn đâu, cố lên! Lần này không có như lần trước đâu. Ta đã điều chỉnh sức mạnh để cho hợp lý, phù hợp hơn rồi. Đủ thời gian để giết hai đứa tụi bay. Cho hắn ném một sự lợi hại của chúng ta đi. Mọi người cố lên nào, chúng ta không để đâu vậy Tôi đang cố gắng hết sức đây nha. Hey, bây giờ phải làm sao đây? Không biết Mỹ đi Uncha đang học tới đâu nữa rồi đó. Trời ơi, Mỹ đi Uncha ơi, ông đâu rồi? Cuộc chiến chưa dừng lại nữa. Không biết chuyện này có vẻ ổn hay không nữa. Sao vậy chứ? Ta chỉ mới sử dụng có 50% sức mạnh đâu mà các người đã như vậy là sao? Chứ không phải rằng là nếu ngươi sử dụng hết hoàn toàn sức mạnh của ngươi thì ngươi sẽ suy yếu và ngươi sẽ trốn tránh hả? Tên cùi bắp. Ngươi thì biết gì mà nói. Đừng có nhìn ra hết tất cả của ta xong rồi nói ra hết những chuyện như thế nha. Giỏi thì vào mà đánh đi. Tên tổng thống phái phẩm. Mời ơi, cái tên chết tiệt này. Ta mà là hút ghi thì ta cũng đánh cho ngươi bầm dập rồi. Ngươi chỉ giỏi chồng ngươi phải thôi. Ngày cứu à, tức giận à. Giờ làm gì được ta đâu. Không bao giờ tụi ta đầu hàng trước ngươi đâu. Tên khốn này, khó chịu thiệt chứ. Chúng ta hãy ép hắn sử dụng nhiều sức mạnh hơn đi cho hắn ta yếu đi. Nhẹ hợp lý đó, chỉ ngại biến đổi nhanh sinh. Chở ta đi, bất kỳ tổ thương à. Được, ngươi hãy cùng ta làm luôn đi. Ôi, hai hút ghi đang cố gắng biến nơi này thành thế giới của mọi người hả? Vậy. Hai tên khốn, các người đang định làm trò gì vậy? Dạ đây mà đánh lộn với nhau nào, tình dở trời vậy hả? Chuyện này có lợi cho hắn, nhưng mà ta cũng sẽ dạy. À, vậy là các người cũng học từ ta mà thôi. Tên Naka kìa, nếu mà ngươi giỏi thì ngươi copy cái chiêu này rồi xong biến cái môi trường này ra đó. Ngươi cũng biết vụ đó, ta ngu gì mà ta sử dụng cái môi trường chết tiệt này ra để cho bọn chúng có sức mạnh hơn mà. Cũng thông minh đó, thì ra đây chính là chiêu mà hắn ta không chịu copy các bạn à. Cái tên nhắc chơi. Rồi em đi, tên khốn, bố gái thì đánh nhau nè. Đừng dở ba cái trò biến khu đất này thành đen đỏ cho các ngươi. Trời ơi, kiếp đỏ đen các bạn ơi, một bên đỏ, một bên đen các bạn à. Bên đỏ của Hốt Ghi tối thượng, và bên đen là cô đen đi bên đây. Cái tên khốn này, không ngờ các ngươi lại dở cái trò bỉ ỏi đến như vậy. Bỉ ỏi? Tự nhiên người ta chơi sức mạnh của người ta là bỉ ỏi. Tại sao ngươi dịch chuyển bọn ta vô đây thì sao? Đúng vậy, nói về bị ỏi, ngươi là bị ỏi nhất đó tên Naka. Ngươi là đáy của xã hội luôn đó tên Naka. Tất cả chỉ vậy kế hoạch thôi. Đó là các ngươi hỗn hồn thì chiến đấu đây. Cả đám tụi mình đang sử dụng cái chiêu, những cái chiêu mà khiến biến cho cái vùng đất này thành màu đen màu đỏ như thế này. Gia tăng sức mạnh, gia sự phòng thủ hơn. Hắn ta lại khó chịu hơn nữa, bởi vì hắn ta không đánh được tụi mình các bạn ơi. Ồ, đánh nhau trên nơi hỗ trợ cho mình như vậy thì ngươi hơi bị khó chịu đó Naka. Không ổn rồi, được lắm. Như vậy thì ta không cho các người ở đây nữa. Không phải ở bên ngoài đây à, cái gì? Hắn ta lại cho tụi mình lại ra ngoài nữa rồi mọi người à, hắn ta dịch chuyển chúng ta lại trở lại thế giới thường rồi. Trời cũng bắt đầu sáng lên rồi. Chúng ta đã đánh thời gian rất lâu rồi đó. Middy Uncha, rốt cuộc là ông đâu rồi chứ? Dạ hỗ trợ bọn tôi đi à. Mọi người. Ui, hắn ta nữa kìa. Hắn ta khó chịu vì chúng ta đã đặt cái khu này ra to đó như vậy rồi. Quay khu này mà biến hành của chúng ta thì hay biết mấy. Tại sao ngươi dịch chuyển bọn ta ra đây hả Naka?
không hả? Ta làm gì đều có lý do của ta. Cho các ngươi làm chuyện đó ở nơi này thì còn ổn hơn ở nơi kia đó. Cứ làm thoải mái cái ngươi muốn đi, đủ không? Như vậy thì hắn ta đỡ hơn là duy trì cái vùng lãnh địa bên kia ra đó mọi người. Chơi đùa các ngươi như vậy là đủ rồi. Xem sức mạnh này đây, thấy chưa? Xử hắn ta hồi nào mọi người. Hả? Xử hả? Ngươi coi nè. Ôi có chuyện gì mọi người? Danny bên đây. Đây chính là chiêu thức mà của cá ta mà. Ngươi thấy quen không hả? Thì bây giờ ta sẽ cho các ngươi đếm thêm những cây khác đó cho người tôi thử hả? Chơi đây ai thành công? Không ổn rồi, không ổn rồi, không ổn rồi. Cây kiếm này mạnh lắm đó. Đây chính là thanh kiếm của cá ta. Thanh kiếm này có thể đâm được giá sâu. Mọi người cẩn thận với chiêu thức này. Cẩn thận hả? Muộn màng rồi, nhanh đi. Bọn nó càng ngày càng bị dấn thêm nhiều kiếm hơn nữa nha. Mày đó, chết ơi, chết ơi. Không ổn rồi mấy bạn ơi. Hực kỳ tối thượng mà Danny Benny bị hắn ta kiếm kiếm vô rồi. Không thể nào thua như vậy được hả? Vậy thì xem thêm nữa đây. Cha, cha đây, cha đây, cha 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 cha. Sao hả? Bây giờ thì ta sẽ cho chúng mày trở thành một con nhím, một đống kém của ta. Cha 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 cha. Cha đây lũ khốn chúng mày. Cha. Cái quái quỷ gì đây? Cái lòng gì đây hả? Đừng nổi với ta. Đây là thằng thứ hai nha. Sao chúng ta chưa chết à? Sao mà chết được? Còn tôi ở đây để hỗ trợ mọi người nữa mà. Hey, bây giờ chúng ta sẽ cố gắng phòng thủ hơn nữa. Mọi người cố gắng khôi phục những cái kiếm găm vô người đi. Chúng ta không ổn đâu. Cái lòng này tôi nghĩ chưa sao gì hắn cũng tìm ra cách để phá vỡ nó thôi. Những cây kiếm này sẽ rất thốn đó. Nên là mọi người cố gắng chịu đựng nha. Chúng ta sẽ giữ nguyên cái lòng này cho đến khi hắn ta phá được. Lũ khốn tụi bay trốn vô trong đó như một con cún ở trong chuồng à. Đi ra đây mà đánh nhau đi chứ. Ông thông thì ha. Đây là đại chiến thức đi, chứ không phải đại chiến con người xen vô. Tại sao ngươi lại làm chuyện đó hả? Mình khốn ta. Thì sao cơ chứ? Ta luôn luôn đứng về phe tất cả những thức ghi. Nên là trong việc này ta cũng phải tham gia chứ. Không để người chơi xấu như vậy được. Anh khốn. Đủ thức ghi. May mắn vì khi có người nói ha. Nếu mà không có người, cuộc chiến này đã thắng thuộc về ta từ đời nào rồi. Tình khốn. Được lắm. Đừng có vẻ cay cú như vậy chứ Naka. Chẳng phải ngươi đã hẹn ta là đấu với ta sao? Chứ phải đấu với tất cả những thức ghi đâu. Bình tĩnh lại đây. Ngươi giận quá mất hồn đó. Thằng nhãi ranh con người. Đừng để tao phá vỡ được cái lòng này của mày. Thì đừng trách. Trách cái gì cơ chứ? Trong khi ngươi cũng có thời gian nghỉ ngơi thì bọn ta cũng thế thôi. Đến lúc ngươi chờ chết đi. Tình khốn. Được, ngươi nghỉ ngơi thì ta cũng nghỉ ngơi. Đến lúc ta tìm phá vỡ được nơi này, ta sẽ định dùng đòn kết liễu lũ khốn các ngươi. Thì chờ xem. Được, ta sẽ chờ. Cố lên nha Naka. Tôi chịu lòng vậy người ta. Tao nghĩ là tao cố gắng hết sức tao có thể chịu được đó. Trời, cái làm gì tới này chúng ta phải chịu đựng đau lâu rồi vậy. Chịu chẳng chịu tới đó. Cố lên nào các con trai. Nãy giờ tốn rất nhiều thời gian rồi đó. Bọn họ đang chống cự rất là khổ cực rồi. Nếu mà các con không làm được lần này nữa thì ta e rằng là mọi chuyện, mọi người sẽ không cầm cự được lâu đâu. Cố lên. Con sẽ cố. Đúng rồi đó. Hey, hình như là cơ thể ta có vẻ như là khó cử động hơn rồi. Lần này có vẻ ổn hơn rồi đấy. Nhưng mà ta không biết rằng là có thể ổn thêm được nữa không. Cố gắng thêm lần nữa đi. Ta sợ rằng nếu mà ta còn phá vỡ được thì biết đâu được hắn ta cũng có thể phá vỡ được. Hãy cố làm cho ta không phá đi. Con hiểu rồi đấy chứ. Hiểu rồi thì làm đi. Nhanh lên. Ta phải tìm cách để phá nó thôi. Ấy. Đường này được không? Có vẻ như là hoàn hảo đấy. Ta khó cử động hơn rồi. Lần này khó hơn lần trước rồi đó. Thời gian này ta không biết. Ấy, nó còn chưa hết nữa. Được rồi, vừa hết. Không biết rằng là
nhiều đây thời gian có thể còn có thể cướp được viên đá đó không? Với tốc độ của con thì nghĩ bao nhiêu thời gian là quá dư rồi thưa cha. Chiêu thức khóa này thật sự chưa hoàn hảo đến mức mà ta mong muốn, nhưng mà thôi, nếu mà con đã nói như vậy rồi thì hãy cố gắng đi con trai à. Đó. Bây giờ con có thể đi xuống dưới và giúp các bạn con rồi đó. Vậy là được rồi, con đi cha. Được rồi, đừng làm ta thất vọng, ta không thể tham gia được nên là giải cứu thế giới đó các con hãy tự làm đi. Con sẽ cố gắng làm được. Bây giờ con đi đây, con phải lấy là chậm trễ một chút nữa. Được lắm, đi đi con trai, nhanh lên. Thằng nhóc này cũng khá đó chứ, mới bao nhiêu phút thôi mà nó đã học được chiêu thức này rồi. Mặc dù nó chưa hoàn hảo cho lắm nhưng mà như vậy cũng khá là tốt đó. Mình cũng sẽ đi vào thôi, mong rằng là nó làm được việc cho đám kia. Người nghĩ là làm thần là dễ đấy sao, Nakahaka? Không phải có sức mạnh là đủ tư cách để ngồi với ông ta đâu. Lên đây thì bọn ta cũng sẽ cố đè bẹp ngươi. Tên khốn nạn, cố lên nào các con, dập tắt ý tưởng của nó đi. Cái gì? Mitty Uncha đã đến rồi mọi người! Mitty Uncha! Đâu rồi? Đâu chưa? Tôi tới rồi nè! Mitty Uncha sao? Tôi đây nè! Sao lưng nè! Cuối cùng thì ông cũng đã học xong rồi hả Mitty Uncha? Trời ơi! Tụi tôi phải ở đây cầm cự mọi thứ rất là cực khổ đó! Trời ơi là trời! Tôi học chuyện này rất là khó khăn nên là xin lỗi mọi người vì đã hơi đến hơi trễ. Hắn ta vừa ở đây xong thì cẩn thận đi! Chúng ta sẽ chuẩn bị cuộc chiến này! Ủa mà cái vòng này là sao vậy? Đừng nói là mọi người đã chịu ra hồi cái vòng này để bảo vệ nha. Còn cái gì nữa? Bọn tôi chịu không nổi nên bọn tôi buộc tôi phải cứu mọi người bằng cái lòng này thôi. Hết cách rồi. Đừng nói nữa, hắn ta đang cái tên chết tiệt đó. Hắn ta vòng vòng ở đâu đây mà hắn ta đi đâu mất tiêu rồi. Chuẩn bị đi. Hắn ta kìa. Bình tĩnh. Mít đi, tôi đã đợi ông lâu lắm rồi đây, đến lúc chúng ta chiến đấu rồi. Để tôi xem thử tốc độ thực sự của ông sẽ nhanh đến mức nào. Chết tiệt thiệt chứ, khó chịu thiệt. Hắn ta nhanh quá, cố lên nào. Cuộc chiến bây giờ dành cho cuộc chiến thứ hai sắp chuẩn bị ra nữa rồi các bạn à. Mít đi ông cha, một mình ông không thể nào chống cự được hắn lâu đâu. Bây giờ chúng ta mà ông ấy học đi. Đó, ơi. Cái gì? Thằng nhóc biết đi Uncha tới rồi kìa. Thôi cuối cùng nó cũng đã tới rồi sao? Thôi bị chậm đó. Quái quỷ gì đây trời? Mình không còn kịp nhìn thấy được luôn, bọn họ nhanh quá. Cố lên nào mọi người. Ui, tốc độ gì đây? Mất tiêu đâu rồi? Không phải nhìn bằng mắt thường được nữa rồi. Cố lên nào biết đi Uncha. Bọn tôi đang trông cậy vào ông.